Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5. Thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2.0 và được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã đăng ký năm 2018, đã lăn bánh được 2.5 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, ở 2018 thì đây là cái phiên bản facelift rồi, phanh tay điện tử rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2018 này ạ. Sau 2 năm sử dụng, đăng ký năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe đã lăn bánh được 2.5 vạn km rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp thưa với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhìn qua về hình ảnh về chiếc xe này bên ngoại thất thì quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này thì cũng như những chiếc xe khác chúng tôi đang bán tại cửa hàng là chúng tôi luôn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn này, không ngập nước này, máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi cam kết về những cái vấn đề đấy ạ. Buôn bán xe cũ chúng tôi luôn lấy chữ tín hàng đầu, không bao giờ làm những xe lỗi ạ, không bao giờ làm những xe tai nạn ạ. Chúng tôi bán những cái xe đẹp và còn nguyên bản thôi ạ. Mặc dù ở cái phiên bản 2.0 như chiếc xe cũng đã được trang bị là full option rồi, từ khóa thông minh, đề nổ start top này, cửa nóc đến nội thất da, điều hòa tự động, vô lăng tích hợp các phím điều khiển và cruise control, điều hòa tự động, ghế da và ghế chỉnh điện luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc trước thì quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi đấy ạ. Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 này là một cái phiên bản hoàn toàn mới ạ. Mặt ca lăng rất là mới ạ, và đã được trang bị đèn pha bi xenon. Đây là cái cặp đèn pha bi xenon này. Cặp đèn pha bi xenon còn rất là mới, rất là đẹp. Ở chính giữa là cái logo của Mazda rất là to và rất là nổi đây ạ. Phía bên dưới là cái cặp đèn gầm. Đèn gầm cũng có cả đèn LED đây. Đèn gầm và đèn LED luôn rồi đấy ạ. Đèn gầm và đèn LED cũng đầy đủ rồi ạ. Tiếp theo đó ở phần giữa là cái phần cảm biến trước. Cảm biến trước 4 mắt, tức là cảm biến có thể cảm nhận được quanh xe luôn đấy ạ. Cảm biến trước sau đều có. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Quý vị và các bạn xem qua một vòng về cái dàn lốp này ạ. Dàn lốp còn nguyên bản luôn. Đây, thưa với quý vị và bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2018 và cái dàn lốp này cũng còn nguyên bản là 2018 đây ạ. Đây là cái đét lốp của nhà sản xuất 2018 và cái lốp này còn rất là dày, cả một dàn lốp luôn. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để nếu như quý vị và các bạn nào mà ở xa thì quý vị và bạn có thể xem xe trên video này, thì quý vị và bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe CX-5 2018 này ạ. Đây, cái dàn lốp đây ạ. Đét cũng 2018 này, cả bốn lốp luôn, cả dàn lốp luôn ạ. Lớp sơ cua còn nguyên chưa hạ cơ, lát nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây ạ, đét lốp 2018 luôn, cả bốn lốp đều là 2018 hết ạ. Đây ạ, thưa với quý vị và các bạn, xe chạy 2.5 vạn và dàn lốp còn nguyên bản, lốp sơ cua chưa hạ, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này. Và gương chiếu hậu này là gương gập điện rồi. Đây là cái phần barrier sốc sau của xe, cũng còn nguyên bản hết thưa với quý vị các bạn. Ở cái barrier sốc sau của xe thì quý vị các bạn cũng đã thấy được là trang bị là cảm biến sau rồi đấy ạ. Cảm biến sau cũng có cảm biến 4 mắt này, 4 mắt cảm biến sau. Chính giữa thì đã có cả camera lùi luôn. Đây là cái phần camera lùi. Đấy, camera lùi. Logo Mazda. Tiếp theo đó là cái cặp đèn hậu đây. Đèn hậu và đèn xi nhan, đèn lùi đầy đủ hết ở trên cái cụm đèn này. Hai cụm đèn này cũng còn rất là mới, còn nguyên bản ạ.
chưa có đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy quý vị các bạn xem. Cái màu đỏ này nó thích hợp với các độ tuổi luôn à. Tuổi nào cũng đi được, tầm tuổi nào cũng đi được ạ. À, đây là tôi nói là tầm độ tuổi nhé, chứ không phải nói về cái mệnh. Nếu như mệnh thì có rất là nhiều người có thể kiêng mệnh, chọn xe. Nhưng đây là nói về tầm độ tuổi, trung tuổi hay là thanh niên đi đều hợp hết ạ. Rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị cái cửa sau hay là gọi là cốp sau đấy, cũng là cốp điện ạ, điều khiển ở trên khóa luôn ạ. À, thưa với quý vị và các bạn là chiếc xe này đang nổ máy cho nên là không thể dùng chìa khóa được ạ. Tôi sẽ mở, nếu mà mở dùng chìa khóa thì trong cái điều kiện là mình đang tắt máy cơ. Chiếc xe này mở bằng máy thì phải ra bấm. Đấy, cốp điện đấy ạ. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Tôi quay cho quý vị và bạn xem mà cái phần cốp sau này ạ. Tại vì cái phần cốp sau này có đâm đụng hay không là nó hay ở phần đầu và phần đuôi. Phần đầu và phần đuôi thì tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây, ốc còn nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần trần của xe cũng rất là sạch sẽ luôn ạ. Ở cái phân khúc này, nếu như mới nó cũng còn rất là nhiều tiền, đăng ký xong nó cũng phải hơn 1 tỷ cơ. Cho nên là gần như những người mà sử dụng chiếc xe này thì người ta đi rất là cẩn thận, giữ gìn, chứ không như những cái mẫu xe hạng A, hạng B. Đấy. Và đây là cái phần lốp sơ cua đây quý vị và các bạn nhé. Cái phần lốp sơ cua này là còn nguyên bản, chưa hạ một lần nào đây ạ, chưa dùng một lần nào ạ. Cái vạch sơn vàng vẫn còn đây ạ. Đấy, cái vạch sơn vàng đây vẫn còn luôn đây ạ. Tôi quay cho quý vị và bạn xem đấy, rất là mới. Đấy, đây là cái phần lớp sơ cua và dàn lốp nguyên bản theo xe vẫn còn ạ. Rất là đẹp luôn. Đây, đây là cái phần cốp điện, bấm cốp rồi đóng lại này. Về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem về cái phần nội thất chiếc xe này còn đẹp như thế nào ạ. Đầu tiên là bước vào cái khoang nội thất thì chiếc xe được trang bị khóa thông minh này, đèn nổ start top này, bấm tay để mở cửa này. Bấm tay để mở cửa. Tuy nhiên chiếc xe này tôi đang nổ máy cho nên là cửa nó vẫn mở. Đấy. Đầu tiên thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái cánh cửa bên lái, cửa trước bên lái ạ. Keo chỉ còn nguyên bản luôn ạ. Keo chỉ còn nguyên bản và táp bi cửa thì rất là mới, rất là đẹp đây. Được trang bị là xen lẫn đấy, ốp gỗ rất là sang trọng và lịch sự. Và cụm điều chỉnh lên xuống kính cũng rất là đẹp. Đây là gương gập đây, cái cụm điều chỉnh gương gập rất là nhỏ gọn đây ạ. Chỉ cần vặn nút thôi ạ. Và xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Ví dụ như là cốp điện đây ạ, cảm biến này, hai top này. Đấy, rất là nhiều option. Và ghế cũng đã được trang bị là ghế da cao cấp rồi ạ. Đây là cái phiên bản này, được trang bị ghế da cao cấp, ghế chỉnh điện luôn ạ. Đây là ghế chỉnh điện luôn. Vô lăng khâu da tích hợp các phím điều khiển luôn. Đây là tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này, đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị bạn. Đồng hồ công tơ mét mới lăn bánh được 2.5 vạn km thôi, chính xác là 2.5842 km đấy ạ. Và đây là cái màn hình giải trí đa phương tiện ở bên trên. Đấy, màn hình giải trí đa phương tiện này là bản facelift rồi, cho nên xe được trang bị phanh tay điện tử này và các chế độ lái, ví dụ như chế độ sport này. Bản điều chỉnh cái màn hình trung tâm đây ạ, rất là đẹp luôn ạ. Và còn rất là mới vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 2.5 vạn km thôi. Cửa sổ nóc đây. Đây là cái phần này, cửa sổ nóc. Tiếp theo thì tôi mời quý vị và các bạn xuống hàng ghế phía sau. Trước tiên thì chúng ta cũng phải xem qua về cái cánh cửa đã. Keo chỉ thì còn nguyên bản rồi. Chiếc xe này tôi cam kết là còn nguyên bản hết cả xe cơ. Không phải giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều nữa. Ốp gỗ rất là tinh tế, rất là sang trọng. Và nội thất thì rất là mới, rất là đẹp.
hàng ghế sau cũng rất là đẹp luôn ạ. Là cái phiên bản 5 chỗ nhưng Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 này là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau, cho nên ngồi ghế ở hàng phía sau này cũng rất là mát ạ. Và đây là cái phần tablo, tabi mà tôi quay lại cho quý vị và các bạn xem một lần nữa. Đầu tiên quý vị và các bạn cũng xem qua về cái đồng hồ đây ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 2,5 km rồi. Và tabi cửa này rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng cũng còn rất là đẹp nữa. Tích hợp các phím điều khiển này. Cruise control này. Màn hình giải trí đa phương tiện này. Khóa thông minh, đề nổ start stop. Tablo được khâu ra rất là đẹp luôn ạ. Rất là sang trọng và lịch sự. Qua rất là nhiều năm, Mazda đã không ngừng cải tiến mẫu mã về phần ngoại thất cho đến nội thất, để đến bây giờ chiếc CX-5 này được đẹp như thế này đấy ạ. Quý vị và các bạn xem, đây là cái phần này. Cửa sổ trời, tôi mở cho quý vị và các bạn cùng xem. Cửa sổ trời mở ra rất là thoáng luôn, rất là đẹp. Đóng lại cũng rất là đơn giản và hoạt động rất là tốt, trơn tru. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Đầu tiên vẫn về phần keo chỉ ạ. Còn nguyên còn đẹp hết ạ, không có mất một phân keo chỉ nào đâu. Táp bi thì rất là đẹp rồi. Rất là mới rồi, rất là đều xe đấy ạ. Nội thất cũng vậy ạ, chưa có xước sát hay chưa có vấn đề gì cả. Vì chiếc xe mới lăn bánh được có 2,5 km thôi. Rất là đẹp ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên lái ạ. Đầu tiên thì vẫn là phần keo chỉ tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn ạ. Nếu keo chỉ mà còn nguyên bản như thế này thì đương nhiên là chiếc xe nó sẽ không bị đâm đụng hay va chạm gì rồi. Nếu đã đâm đụng hay va chạm thì không bao giờ còn keo đâu ạ. Rất là mới, rất là đẹp, sang trọng và lịch sự. Và lại rất rẻ. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi chỉ bán với giá là 820 triệu đồng thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này, thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 2.0 này thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc CX-5 này là một cái động cơ xăng 2.0 lít ạ. Với thể tích làm việc 2.0 lít cho nên là nó tiết kiệm xăng rất nhiều so với động cơ 2.5. Đây tôi sẽ mở cái nắp máy này lên cho quý vị và các bạn cùng xem, để xem quý vị và các bạn thấy chiếc xe này nó còn đẹp đến cỡ nào ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về nó rất là đẹp rồi. Máy móc rất là sạch sẽ, đẹp đẽ như thế này rồi, vì chủ xe đi rất là giữ gìn. Cho nên chúng tôi không có phải dọn dẹp gì nữa đâu ạ. Tại vì là máy móc mà càng hạn chế dọn dẹp thì càng tốt ạ. Tại vì nếu như nó bẩn thì mới quá thì mới phải dọn dẹp thôi. Chứ không nếu như dọn dẹp đi thì nó cũng không có lợi cho máy ạ. Vì là dọn dẹp máy móc rồi nước vào rồi hóa chất vào các thứ vào sạch sẽ đôi nhưng mà nó lại không an toàn cho cái động cơ. Cho nên là chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì cả. Để như vậy bán luôn. Nhưng mà quý vị và các bạn ơi, đây là mời quý vị bạn xem này. Tất cả cái ốc của nó còn nguyên bản hết đây này. Ốc mặt máy còn nguyên bản này. Ốc bàn máy nguyên bản này, ốc chân máy cũng còn nguyên bản này. Ốc mặt máy còn nguyên bản, ốc chân máy này còn nguyên bản. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này không có bị đâm đụng, không bị ngập nước. Và còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị bạn xem về cái phần ốc cabo đây ạ. Ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, ốc cabo nguyên bản. Keo chỉ cũng còn nguyên bản như thế này. Tất cả còn nguyên như thế này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này không bị đâm đụng hay là không bị ngập nước gì cả. Anh em thợ mà có khách bán hoặc là có người nhà mà lấy chiếc xe này thì yên tâm nhá, chiếc xe này còn rất là đẹp, rất là mới. Nếu như quý vị và các bạn hoặc anh em mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ theo số hotline Zalo là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc mời quý vị và các bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Xin phép quý vị và các bạn chúng tôi được dừng video tại đây.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.